Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Lào Cai gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 1998-2023. Hai tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu ngân sách đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Huyện Văn Lâm đề nghị bố trí 4 khu tái định cư để giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn huyện. Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi thể hiện quyền làm chủ, ý chí, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân. Thành phố Hưng Yên tiến hành lập lại trật tự đô thị, giải tỏa hàng quán vi phạm xung quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu, hồ Bán Nguyệt. Nhiều người dân tự giác tiến hành tháo dỡ hàng quán. Sáng nay tại thành phố Lào Cai, Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm thành lập 1998-2023. Dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên, Phạm Toàn Thắng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, đại diện Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Yên Bái, tỉnh Lai Châu. Sau 25 năm thành lập, Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Lào Cai hiện có gần 800 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội. Những người con Hưng Yên tại Lào Cai luôn tự hào về truyền thống quê hương, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương Hưng Yên và tỉnh Lào Cai. Chúc mừng Hội đồng hương Hưng Yên tại tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Quỳnh cũng thông tin khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên năm 2022, những mục tiêu giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Đồng chí chúc các hội viên dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mong muốn trong thời gian tới, các hội viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục kết nối và đóng góp xây dựng quê hương Hưng Yên và Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Tôi là người con Hưng Yên đã lên Lào Cai này từ nay là được 67 năm và công tác tại trường dạy nghề đào tạo công nhân cho công ty Apatit Việt Nam. Thì từ khi mà lên đây chúng tôi rất nhớ quê hương và rất mong là được về quê hương. Chính vì lẽ đó cho nên năm nào tôi cũng tổ chức gia đình về để thăm quê. Về đến Hưng Yên ngày hôm nay chúng tôi rất tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, của các cấp. Hưng Yên chúng ta phát triển không ngừng, là những người con Hưng Yên ở trên Lào Cai. Chúng tôi luôn luôn phát huy truyền thống làm thế nào đó để xứng danh với những con quê hương Hưng Yên ở quê hương thứ hai Lào Cai này. Tại tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan và tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tham dự hội nghị có hơn 150 đại biểu các bộ, sở ngành, cơ quan hải quan, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của 4 tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. Thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và 4 tỉnh thành trong tiểu vùng kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông là Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên đều nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, tăng cường tính minh bạch, đồng thời thiết lập cơ chế giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Dù đạt nhiều thành công, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, song thực tế doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tại hội nghị, VCCI tổng hợp những khó khăn vướng mắc hiện nay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, các ý kiến tham gia đối thoại từ đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp 4 tỉnh, thành phố, đại diện các cơ quan trung ương và địa phương tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, ngân hàng, logistics, hạ tầng xuất khẩu. Hội nghị là sự cụ thể hóa những thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông được 4 địa phương thống nhất trong khuôn khổ hội nghị được tổ chức tại Hưng Yên ngày 28 tháng 2 vừa qua. Hai tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 20% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu ngân sách tháng 2 ước đạt 1,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 3.800 tỷ đồng, tăng 47% và đạt trên 20% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu đạt gần 790 tỷ đồng.
Một số khoản thu nội địa như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 600 tỷ đồng, tăng 33%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.300 tỷ đồng, tăng 96%. Các khoản thu về nhà đất trên 1.400 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện công khai thông tin của 955 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước với số tiền trên 957 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua được thực hiện theo hai giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 và 2026 đến năm 2030 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung thi đua tập trung vào huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư, thúc đẩy lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng của tỉnh, các dự án có sức ảnh hưởng, hạ tầng số, các công trình an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh, vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu, chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú. Qua khảo sát, huyện Văn Lâm dự kiến và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí 4 vị trí xây dựng khu tái định cư, bồi thường bằng đất để giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 với tổng diện tích gần 15 ha. Trong đó, dự kiến diện tích đất để tái định cư, bồi thường bằng đất khoảng 4,45 ha và diện tích còn lại để làm hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông đi vào khu tái định cư. Vị trí số 1 tại thôn Bình Minh, xã Lạc Hồng lớn nhất với diện tích đất tái định cư bồi thường bằng đất gần 10 ha. Đây là địa phương có trên 120 hộ phải di dời. Vị trí số 2 tại thôn Hoàng, xã Lạc Đạo và thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh có diện tích gần 2,5 ha. Vị trí số 3 tại thôn Xanh Tý, xã Lạc Đạo có diện tích khoảng 0,64 ha. Vị trí số 4 tại thôn Hoàng, xã Lạc Đạo có diện tích khoảng 2,5 ha. Toàn huyện Văn Lâm có trên 200 hộ có đất ở với diện tích trên 4,5 ha phải di rời để nhường đất cho dự án đường vành đai 4. Trong khi huyện và các địa phương đang chủ động tích cực thực hiện các bước xác lập vị trí, ranh giới, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để triển khai các khu tái định cư, thì tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng người dân trồng cây ken đặc bất thường. Đất đai là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm và liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Bởi vậy, việc nhân dân tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi là hết sức cần thiết. Điều này vừa nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời cũng tạo ra sự thống nhất và đồng thuận đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu tổ chức, nhiều ý kiến thảo luận cho rằng để quy định của dự thảo luật dễ đi vào cuộc sống, được xã hội đón nhận với tinh thần tích cực, đổi mới, Quốc hội cũng cần xem xét thống nhất cụ thể một số vấn đề liên quan đến việc quy hoạch, sử dụng đất, bố trí đất tái định cư cho người dân khi giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho tổ chức cá nhân, hộ gia đình. Khi cấp trên cấp có thẩm quyền đã duyệt thì cấp dưới là sử dụng cái quy hoạch đó hàng năm, thì với những công trình, với những dự án, với những đầu tư cụ thể, khi mà sử dụng đến cái kế hoạch hàng năm lại vẫn phải làm tờ trình, nó trở thành một bước lòng vòng. Cái đó nó chưa thật sự là tháo gỡ để nhanh nhạy. Về chính sách đền bù cần phải cụ thể những cái vấn đề về giá quy định trong quá trình sửa đất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, cái đó người dân cũng rất là mong muốn, nhưng trong đó lại có một cái từ là có thu nhập cao hơn ở cái vị trí hiện tại, thì để cái đó tôi cho rằng là luật không nên cụ thể như vậy, trong quá trình thực hiện là sẽ vướng. Khu ruộng rộng hơn 8,4 ha này của 90 hộ dân thuộc bằng ngang thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động bị bỏ hoang gần 13 năm nay. Nguyên nhân là do năm 2009, toàn bộ diện tích này được công ty Vistone thỏa thuận với địa phương giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy đá ốp lát. Tuy nhiên, do vướng mắc về giá đền bù nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất, bức xúc trong nhân dân. Đang tham khảo nhân dân về cái ý kiến sửa đổi luật đất đai thì cũng rất kính mong các cấp có thẩm quyền lên quy định nó cụ thể rõ ràng cái thời gian kiểm điểm và thời gian chi trả tiền cho bà con dân làm sao nó nhanh nhất, tránh không để kéo dài vài ba năm
cũng chưa có phương án đền bù nên đồng tiền nó trượt giá, dân tình người ta không đồng thuận. Góp ý về các quy định của chương 6 về thu hồi đất, trưng dụng đất và chương 7 quy định về chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo nên quy định cụ thể trường hợp nào nhà nước sẽ đứng ra thu hồi đất. Thực tiễn cho quy trình thu hồi đất hiện ở một số nơi vẫn có những khó khăn tồn tại dẫn đến khiếu kiện phức tạp do chưa có đầy đủ quy phạm pháp luật hoặc còn hạn chế về nhận thức pháp luật, về sự phối hợp chưa đồng bộ trong hệ thống chính trị ở mỗi cấp. Do vậy, để thống nhất về nhận thức và tránh phát sinh những khó khăn bất cập trong quy trình thực hiện luật đất đai sửa đổi, cũng cần làm rõ hơn về mục đích, về tiêu chí, trường hợp thật cần thiết phải tiến hành thu hồi, việc thu hồi phải đem lại lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho quốc gia, cộng đồng và các tổ chức cá nhân có đất bị thu hồi. Nhiệt tình, tâm huyết, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động. Đó là nhận xét của người dân khi nhắc tới cựu chiến binh Nguyễn Văn Lợi ở tổ dân phố Kim Huy, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Trưởng thành từ môi trường quân ngũ, từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ở khu vực Hoàng Liên Sơn. Khi trở về địa phương, ông Lợi luôn tích cực tham gia công tác dân vận khéo. Ông Lợi từng đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương như tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Năm 2018, phường có chủ trương mở rộng con đường khu phố Kim Huy từ 3m thành 6m. Ông cùng các hội viên, cựu chiến binh đến tận nhà vận động bà con những lợi ích khi mở rộng đường. Sau gần 2 tháng triển khai, toàn bộ các hộ dọc tuyến đường đã hưởng ứng tham gia hiến gần 1.000m2 đất ở, tự xây lại tường bao, đồng thời ủng hộ trên 100 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng và thay mới loa truyền thanh. Ông Lợi, hội cựu chiến binh với một số ban ngành đoàn thể tư vấn cho bà con trong xóm nhiều lần là nhất trí là hiến đường cho bà con đi lại cho nó thuận tiện dễ dàng, ô tô đi vào rộng rãi thoải mái, phấn khởi vui mừng đẹp như thế. Bác bảo là không phấn khởi thì là như nào. Trước đây tình trạng đổ rác trộm diễn ra thường xuyên khiến cho con đường trục chính của phường Phan Đình Phùng luôn trong tình trạng ô nhiễm. Quyết tâm không để rác thải ngập ngụa vì sức khỏe cho mọi người dân, năm 2018 ông Lợi cùng với hội viên cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời phát hiện và đề nghị công an phường xử lý, lập biên bản 10 đối tượng có hành vi đổ trộm rác. Sau một năm triển khai, đến nay không còn ai tự ý đổ trộm rác bừa bãi nữa. Chỗ này người ta hay đổ rác, đổ cả ra đường, hất cả xuống sông này, các thứ đi công ty đi về là quay là cứ tiện là cứ ở nhà lai ra là đổ hết xuống đây. Phải bịt mũi, bịt khẩu trang mà vẫn còn mùi. Từ ngày ông Lợi với cả các cựu chiến binh người ta lên người ta làm thì là dân có ý thức, người ta không đổ nữa. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi thì cũng là một đồng chí đã tham gia công tác nhiều năm nay. Về cái nhiệm vụ được phân công thì đồng chí cũng phát huy những vai trò của một bộ đội cụ Hồ rất là năng nổ trong công việc, có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân những cái vấn đề về môi trường, về công tác của địa phương và giúp cho lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ. Đầu năm 2022, ông Lợi tiếp tục vận động nhân dân khu phố Kim Huy tham gia nâng cấp nhà tang lễ với số tiền trên 100 triệu đồng. Với những đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, nhiều năm liền ông Lợi được huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen về phong trào thi đua dân vận khéo. Hướng tới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân 11 tháng 3, Công an tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức chương trình gặp mặt toàn thể cán bộ, hội viên nữ trong lực lượng công an toàn tỉnh. Trong những năm qua, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chị em còn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhân dịp này, 90 cá nhân tiêu biểu được tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, một số tập thể cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc cho công tác phụ nữ trong tình hình mới. Cũng tại chương trình, lãnh đạo công an tỉnh trao giải hội thi nấu ăn bữa cơm ấm tình đồng đội. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên về triển khai chương trình trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 tại vườn của gia đình chị Bùi Thị Liễu ở khu phố Mậu Dương, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao hỗ trợ trên 50 cây quất cảnh giống và 50 chum trồng quất cảnh. Chị em phụ nữ phường Hồng Châu cùng bà con khu phố hỗ trợ trồng toàn bộ cây quất cảnh này trên diện tích 5.200m2 vườn của gia đình. Số tiền hỗ trợ trên trích từ kinh phí hoạt động của hội và vận động xã hội hóa. Qua hoạt động này,
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hưng Yên mong muốn hỗ trợ vườn cây sinh kế khởi nghiệp, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho hội viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về mục đích ý nghĩa của việc trồng cây xanh. Năm 2022, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức được 10 ngày hội hiến máu, trong đó có 3 ngày hội tập trung tại 3 khu công nghiệp Thăng Long 2, Phố Nối A, Dệt May và 7 doanh nghiệp riêng lẻ, thu được trên 1.700 đơn vị máu, đạt 142% chỉ tiêu tỉnh giao. Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trao tặng giải thưởng Giọt hồng năm 2022. Năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục vận động, phấn đấu tổ chức 11 ngày hội hiến máu tình nguyện, thu trên 2.300 đơn vị máu, trong đó tổ chức 3 ngày hội tập trung tại các khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long 2 và Dệt May, còn lại là tại các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ em mầm non, thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn huyện Văn Giang luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học. Hiện nay, toàn huyện Văn Giang có khoảng 5.000 trẻ em mầm non tại 11 trường mầm non công lập. Vấn đề an toàn thực phẩm luôn được các nhà trường ưu tiên. Mỗi sáng, các nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh tiếp nhận thực phẩm, yêu cầu đơn vị cung ứng cam kết bảo đảm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các nhà trường đều xây dựng bếp ăn một chiều, các đầu bếp phải đeo găng tay, khẩu trang trong suốt quá trình nấu ăn, không sử dụng thức ăn đã chế biến sẵn hoặc đồ ăn thừa từ ngày hôm trước, lưu mẫu đầy đủ theo quy định. Xây dựng thực đơn riêng cho từng nhóm tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi và thường xuyên trao đổi với phụ huynh về khẩu phần ăn của trẻ. Mỗi ngày, mỗi trẻ sẽ được ăn bữa chính đủ các chất đường, đạm, xơ, béo và bữa phụ trị giá khoảng 20.000 đồng. Từ khi cháu đi học, cháu được ăn ở trường ấy thì các cô rất là nhiệt tình, chăm chút cho các cháu miếng ăn giấc ngủ. Chất lượng bữa ăn thì em thấy là rất là sạch sẽ, ăn uống thì đảm bảo vệ sinh. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chấn chỉnh tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, cảnh quan các khu di tích trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, sáng nay, thành phố Hưng Yên tổ chức ra quân triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo buổi ra quân. Nội dung trọng tâm được triển khai là huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và chính quyền 17 xã, thị trấn, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường cảnh quan thành phố Hưng Yên sáng, xanh, sạch, đẹp. Các địa phương rà soát, thống kê công trình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, rà soát biển hiệu, biển quảng cáo trái phép, các loại cáp viễn thông băng qua đường giao thông để xử lý giải tỏa. Tập trung vào các tuyến đường phố chính thuộc nội thành, điểm phức tạp về trật tự công cộng như cổng bến xe và bệnh viện đa khoa tỉnh, khu vực quảng trường, khu vực chợ gạo, chợ đầu, cổng các trường học, khu di tích. Ngay trong sáng nay, ngày 4 tháng 3, lực lượng chức năng của thành phố chia thành 2 tổ ra quân làm điểm giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực đền Trần, đền Mẫu, công viên Hồ Bán Nguyệt và khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thì Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và Ủy ban phường Minh Khai tiến hành phối hợp là tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân hiện nay đang kinh doanh buôn bán tại công viên bờ Hồ Bán Nguyệt. Thì cho đến nay đến 90% các hộ gia đình đã tự giác tháo dỡ, và hiện nay là cơ quan chức năng tiếp tục là tuyên truyền và hỗ trợ người dân di chuyển toàn bộ các hàng quán ra khỏi khuôn viên Hồ Văn Nguyệt. Hôm nay tôi đến đây tôi rất là vui, thấy cảnh quan ở đây rất là đẹp, rất là thông thoáng và các lực lượng rất là nhiệt tình, và tôi rất ủng hộ với công việc của các lực lượng chức năng đây. Tôi rất là vui, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ cố gắng và giữ gìn được như thế này để du khách thập phương đến ngày một đông hơn.